dân ca. Quyền và việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ. Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông báo những người từng có mặt tại các địa điểm sau liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế và gọi điện thoại đến dây nóng Sở Y tế tỉnh Phú Yên số 1633. Đây là nhà tài trợ nào chị? À, đây là các anh chị đây là tự nguyện bỏ tiền vào để mà mua nhu yếu phẩm này các bạn, chứ không phải là một nhà tài trợ nào. Cũng có vận động hả chị? Chiều nay là khoảng mấy giờ đi nhỉ? Khoảng 3 giờ sẽ có xe chuyển số hàng này ra xã Bình Kiến để mà hỗ trợ người dân vùng phong tỏa. Phú Yên ta đó hoa vàng trên cỏ xanh, anh còn nhớ thăm sông Đà. Đoàn thầy thuốc ở Huế đã có mặt tại Tuy Hòa rồi các bạn. Người dân Tuy Hòa rất là trông đợi. Hôm nay là dạ, ai cũng trông đợi đoàn bác sĩ ở Huế đến trợ giúp Phú Yên. Đoàn mình sẽ đang tại khách sạn Thiên Hương ở trên đường Lê Lợi. Hy vọng là những ngày tới đoàn mình sẽ tích cực hỗ trợ cho bà con ở Phú Yên. Đoàn ở bệnh viện Trung ương Huế đang dạ 6 người đó. Mười mấy người hả chú? 6 người. À. Đoàn đã tới Tuy Hòa rồi các bạn. Dạ chú trưởng đoàn hả? Cảm ơn hả? Dạ. Dạ dạ. Anh còn nhớ về đây nghe dân ca. Anh còn nhớ về sông Đà núi. Một nắng hai sương em bón mạ xanh, gừng cay muối mặn ta mình có. Xuân đã.